Xin chào, lại là Trang đây, và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục Hỏi gì đáp nấy. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về câu trả lời biểu hiện thiếu vitamin D ở trẻ sơ sinh. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái trẻ nào có nguy cơ thiếu vitamin D trước các bạn ha. Thì vitamin D rất quan trọng đối với sức khỏe của trẻ. Tuy nhiên, có nhiều bậc phụ huynh vẫn chưa hiểu rõ được cái tầm quan trọng của vitamin D đối với cơ thể của trẻ. Vì vậy, dẫn đến cái tình trạng là trẻ bị thiếu vitamin D. Thì sau đây là một số những cái nguyên nhân làm cho trẻ bị thiếu vitamin D. Chúng ta tham khảo để chúng ta nắm thêm để chăm sóc sức khỏe cho con em mình nó tốt hơn thôi các bạn nhé. Thì do tâm lý của các bậc phụ huynh là cơ thể của trẻ còn non nớt, còn được bảo vệ. Đó thường là những cái trẻ chúng ta cho ở trong phòng kín không, không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nè. Có nghĩa là chúng ta bao bọc trẻ một cách rất là cẩn thận luôn đó. Trẻ bị bệnh về gan, về thận hoặc là trẻ đang sử dụng những cái loại thuốc chống động kinh như là phenobarbital hoặc là phenytoin. Thuốc kháng viêm corticoid như là prednisone, prednisolone vì chúng có thể làm cản trở tác dụng của vitamin D. Đối với những cái trường hợp như là trẻ sinh non hoặc là trẻ bú mẹ nhưng là mẹ bị thiếu vitamin D, chế độ dinh dưỡng thiếu các chất cung cấp vitamin D cho trẻ, trẻ bị béo phì, cái lượng mỡ dư thừa sẽ tích tụ lại ở những cái mô mỡ và không được giải phóng vào máu. Có nghĩa là đối với những trẻ béo phì thì vitamin D nó bị tích tụ trong mô mỡ và nó không được giải phóng vào máu thì cũng dẫn đến trường hợp thiếu hụt vitamin D. Thì đó là những cái trường hợp mà trẻ bị thiếu hụt vitamin D. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trả lời cho cái câu hỏi là những dấu hiệu nhận biết trẻ bị thiếu vitamin D. Thì trẻ sơ sinh khi thiếu vitamin D thường có những cái biểu hiện sau đây. Trẻ ngủ không ngon, hay giật mình, quấy khóc đêm, đổ mồ hôi trộm, hoặc là hay nôn trớ nè, nấc, rụng tóc hình vành khăn đó mọi người ha, lười bú mẹ, vân vân. Từ giai đoạn ăn dặm trở đi, có nghĩa là khoảng từ tháng thứ 6 trở đi á, nếu như trẻ thiếu vitamin D có những cái dấu hiệu như lười bú mẹ, lười ăn, quấy khóc, chậm mọc răng, chậm biết lẫy, chậm biết bò, chậm biết đi, cơ bắp nhão, thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa như là táo bón hoặc là đi ngoài phân sống, vân vân. Thì trẻ em cũng hay gặp những cái vấn đề về đường hô hấp nữa mọi người ha. Nếu như để tình trạng thiếu vitamin D này kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng còi xương, suy dinh dưỡng, biến dạng đầu. Có nghĩa là cái phần đỉnh đầu và phía trước nó nhô ra, nó to hơn. Biến dạng lồng ngực vô ức gà, người ta hay gọi như vậy á. Chân vòng kiềng, chậm biết đi, lười đi. Trẻ lớn hơn thì sẽ có biểu hiện là cong quẹo cột sống, có thể bị gù, chậm phát triển chiều cao, thay đổi khung xương, ảnh hưởng đến cái khả năng sinh sản của trẻ. Về sau này, khung xương chậu của trẻ đối với bé gái á. Còn trẻ thiếu vitamin D cũng dần dẫn đến cái sức đề kháng của trẻ nó cũng bị suy yếu và hay gặp những cái vấn đề về đường tiêu hóa hay là đường hô hấp, hay gặp những cái bệnh lặt vặt hoài đó mọi người ha. Thì đó là những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng trẻ thiếu vitamin D thì sẽ có những cái biểu hiện như thế nào. Nhưng để biết chính xác thì chúng ta nên đưa trẻ đến gặp các bác sĩ để được thăm khám các bạn ha. Nếu như không thiếu vitamin D thì thôi, còn nếu thiếu thì chúng ta sẽ bổ sung qua dinh dưỡng, còn nếu như thật sự cần thiết thì bác sĩ sẽ chỉ định một cái loại vitamin D phù hợp để cho bạn về bạn cho trẻ dùng. Và nhớ là chúng ta nên đi khám trước đi rồi hãy cho trẻ sử dụng để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ các bạn ha. Thì đó là những cái câu trả lời xoay quanh về cái câu hỏi mà các bạn hỏi trên. Và nếu như bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like cho Trang nha. Đừng quên bấm nút đăng ký, bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.